Như trước khi Dương Vy like cách đây khoảng hơn 2 giờ thì Dương Vy có đăng một cái post ở trên tường của cái nick Dương Vy Nông Dân Cộng Sản này. Có đặt ra một cái câu hỏi ấy. Các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn ở châu Âu nó đang có âm mưu thủ đoạn là mục đích gì? Đáng nhẽ viết đầy đủ hơn ấy, thì phải là các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn ở châu Âu với các thế lực phản động ở trong nước đang có âm mưu thủ đoạn và mục đích gì trước thềm đại hội 13 của Đảng và đại hội bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Nhờ Dương Vy sẽ viết cái tớt đi ngắn gọn, lát Dương Vy sẽ đọc một số danh sách như thành phần phản động đứng đầu ở châu Âu cho mọi người nghe. Dương Vy hôm nay sẽ khều khều một chút xem phản ứng của bọn chúng ra làm sao. Thực chất đấy thì cái ổ nhóm này Dương Vy biết từ lâu rồi. Chẳng qua vấn đề bây giờ thì ai sẽ là người đứng ra lãnh đạo cái đám tập hợp lãnh đạo cái đám dân chủ cuội ở châu Âu này liên kết lại với nhau. Đấy là người mà Dương Vy đang cần tìm hiểu biết. Đoàn Ngọc gọi đồng đội vào đi, cứ lấp ló ở ngoài diễn đàn làm gì. Dương Vy hôm nay làm live này không dài đâu, bởi vì cái live này đưa ra danh sách những người mà hoạt động từ năm 2018, kêu gọi biểu tình này, kêu gọi người dân xuống đường, kêu gọi bạo loạn. Không riêng gì ở trong ở ngoài nước ở châu Âu mà ở ngay cả trong nước, và trong đó có một số thành phần ở các nước khác ở Canada hoặc ở Mỹ ấy, nó cũng tham gia vào cái hội nhóm ở châu Âu này. Mọi người cứ chia sẻ, giúp Dương Vy chia sẻ lên các trang đấu trường, bởi vì cái danh sách các nhà đấu tranh dân chủ cuội phản động á, Dương Vy nắm từ năm 2018, trước tháng 6 2018 trở lại đây, những người nó đấu tranh quyết liệt hô hào mạnh mẽ nhất ở trên không gian mạng này thì Dương Vy vẫn còn nắm, còn giữ ở đây. Dương Vy biết cái mục đích của bọn chúng là gì. Lát Dương Vy đi vào phân tích từng người một, những người quan trọng nhất trong cái hội nhóm này. Nói về Tùng Lê, vợ chồng Tùng Lê với Ngọc Hiền á, trong cái hội nhóm này Tùng Lê Ngọc Hiền chỉ là một con tốt thí mạng thôi, là cái cớ để kết nối ra mặt, để kết nối những cái thành phần dân chủ cuội đần độn ở trong nước ra mặt, và cũng trực tiếp chỉ đạo luôn những cái thành phần dân chủ cuội ở trong nước. À, vừa rồi ấy có một người có hỏi Dương Vy cái lý lịch trích ngang của Cát Linh, nhưng mà Dương Vy sẽ không nói về nhân thân thân thế của bố mẹ của Cát Linh. Chỉ nói riêng về Cát Linh thôi. Cát Linh ấy, tên thật là Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 8 tháng 12 năm 1998 tại xã Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Học hết lớp 9 thì tham gia vào cái hội nhà đấu tranh dân chủ cuội yêu biển yêu tôm ở Phong Sa, Hà Tĩnh. Hồi ấy do Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam cầm đầu, cả Nguyễn Duy Tân á. Trong cái quá trình hoạt động á, Cát Linh này đi rất là nhiều nơi, tham gia vào rất là nhiều nhóm,
hoạt động mạnh mẽ nhất là sau khi Cát Linh tham gia vào cái nhóm Hiến Pháp của Nguyễn Thị Nguyên Thùy ấy, bây giờ trốn qua Thái Lan ấy. Trong nhóm đó thì cũng có cả Biển Mặn, Cát Linh. Về sau này á, Cát Linh biết là cái nhóm đấy hoạt động kiểu này không tồn tại, tuy rất trẻ nhưng mà cũng khá là thông minh, Dương Vy phải thừa nhận. Thái Nguyên này, lai này anh chưa ấy, lát lên xong nhé. Đối với Cát Linh ấy, có một cái thời gian vào ngày 27, 28 tháng 6, 2018 cũng trực tiếp lên tại địa phương của Dương Vy này, đi từ thiện thông qua cái bọn phản động ở bên Mỹ đang tài trợ. Nó lên huyện Quản Bạ, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, đi đến những làng bản mà bị lũ lụt, lũ quét qua, bắt đầu nó quay video, nó xuyên tạc. Nó quay video, nó đứng một mình nhé. Lúc đó Dương Vy cũng theo những cái like của Cát Linh này, nói bảo là chính quyền địa phương cho chặt phá rừng mới xảy ra cái việc lũ ống lũ quét, mở đường làm thủy điện tràn lan các thứ. Sau một thời gian thì Cát Linh lại quay về với Dũng Vô Va ở đài CHTV và tiếp tục được Dũng Vô Va đào tạo về cách live stream ghi hình đấy, và những cái cách đấu tranh. Cuối cùng Dũng Vô Va lấy Cát Linh này làm vợ hai, vợ cả của Dũng Vô Va ấy, bị Dũng Vô Va đánh xong đuổi ra khỏi nhà, có hai đứa con vợ cả và Cát Linh đang có chữ. Bây giờ nếu mà Dương Vy không nhầm, tính toán không nhầm, Cát Linh đang ở trong cứ thì phải. Tùng Lê đang ở đây nhưng mà lại đi đâu rồi? Cái like này dành riêng cho vợ chồng Tùng Lê là chính. Tùng Lê nó chỉ là con tốt thôi. Lê Minh Thể cũng là quân cờ ở trong nước, không riêng gì Lê Minh Thể. Với cái chủ đề hôm nay ấy, cái tiêu đề ấy, các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở châu Âu với ở trong nước đang có âm mưu thủ đoạn mục đích gì đó, thì Dương Vy cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Đối với các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở châu Âu ấy, có một số thành phần có giá tâm rất là lớn. Nó muốn tập hợp tất cả những nhà đấu tranh ở châu Âu này thành một cái tổ chức có quản lý chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của một người. Cái nguồn tài chính ấy, nó tìm kiếm được sự tài trợ giúp sức của những thành phần phản động ở ngoài khu vực châu Âu, thí dụ Canada, ở Mỹ, thậm chí có cả một số tổ chức nó không thân thiết với Việt Nam, thậm chí cả CIA. Nhưng người này á, nó đi rất là nhiều nước ở châu Âu này, thậm chí sang châu Á, và viết ra một cái cuốn sách với 12 luận điểm đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam. Cái cuốn sách này nó dành riêng đấu tranh cho Việt Nam thôi nhé. Từ cái cuốn sách đó, người này này truyền phát tán đến những người đấu tranh live stream hàng đầu ở châu Á, châu Âu, đến cả Mỹ. Và những người đó tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ về cái cuốn sách 12 luận điểm đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam này, và đồng tình ủng hộ về tinh thần, tài chính. Cái kẻ này còn trẻ nhưng mà cực kỳ danh ma, ma mánh, khôn ngoan, giảo hoạt. Quân Trương ấy cũng là một kẻ như vậy. Nhưng mà cái
cuốn sách này có khoảng 3 tác giả, mà một người mà Dương Vy ngày trước hay nhắc đến từng tham gia hoạt động tại cái dưới sự huấn luyện của Hoàng Cơ Minh là Nguyễn Thành, còn một người nữa là Hoàng Tuấn Bạch. Hoàng Tuấn Bạch này ngày trước không hoạt động cái tổ chức đấy, nhưng từng là người hoạt động ở trong nước, là người từng tham gia, là cán bộ, từng là cán bộ ở trong nước, từng là cán bộ của Đảng Cộng sản, vì vi phạm, vì bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng nên tham gia vào cái tổ chức Việt Tân này. Với cái mục đích bọn chúng dần dần hình thành cái tổ chức gọi là liên minh các nhà đấu tranh, liên minh các nhà đấu tranh ở châu Âu. Mục đích để làm gì? Để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đại hội 13 của Đảng, tiến tới là kích động chống phá bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tư cấp. Và Dương Vy còn nhớ rằng á, các nhà đấu tranh dân chủ cuội này có nói một câu rằng đấu tranh như ở bên Mỹ nhiều tổ chức quá, nó không liên kết được. Ở châu Âu thì mạnh ai làm, nhưng chưa có sự đoàn kết, không đấu tố nhau. Ở bên châu Âu đặc biệt lại không đấu tố nhau, nhớ, chưa có sự đoàn kết thì người này đứng ra liên kết lại mọi người, những cái nhà đấu tranh ấy, thành một cái ổ nhóm. Em chào Trần Hạo Nam, chào anh, lâu lắm anh mới xuất hiện, cái like này anh lại xuất hiện đúng lúc quá. Vậy bây giờ Dương Vy cũng đi vào danh sách của những thành phần cầm đầu này đã. Một, Phạm Văn Thanh. Ông này tham gia với tổ chức Việt Tân dưới sự huấn luyện đào tạo của Hoàng Cơ Minh tại Ubon Thái Lan, Lào, Ubon Thái Lan năm 1982 xâm nhập vào Việt Nam. Từng là sát thủ của K9, từng gặp mặt tướng Phỉ Vàng Pao ở Việt Nam. Hết. Hai, Hoàng Tuấn Bạch. Từng là cán bộ nhà nước Việt Nam, nhưng trong quá trình đổi mới thì ông ấy lợi dụng vào chức vụ quyền hạn, đã làm trái điều lệ của Đảng, trái nguyên tắc pháp luật của nhà nước, bị khai trừ khỏi Đảng, đuổi việc. Cuối cùng chạy ra nước ngoài, trở thành một người phản động, tham gia vào tổ chức Việt Tân dưới sự chiêu mộ của Nguyễn Văn Thanh. Ba, Quân Trương là một người trẻ, có năng lực, có trình độ, đặc biệt là trình độ IT. Bốn, Thùy Dương là một con liên kết mỏ. Bên cạnh Thùy Dương ấy, còn có nhiều cái hội nhóm nha. Năm, Ánh Chi. Ánh Chi này từng là một ca sĩ ở Việt Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, do không có tâm, không có tầm nên bị loại, cuối cùng xuất cảnh sang Pháp, lấy chồng bên Pháp, trở thành một nhà đấu tranh dân chủ cuội, cũng là một kẻ xuyên tạc về Đảng, về Bác rất là lâu, và bây giờ mở một kênh YouTube, Facebook
cái lượng người vào xem những cái live stream của anh chị rất là đông trong cái thời gian này, chỉ có kém cái diễn đàn của Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị này này, người ta xác định đứa này sẽ là truyền thông cho cái ổ nhóm này tại khu vực châu Âu. Mà anh chị ấy, sau khi tiếp cận được cái cuốn sách 12 luận, 12 điểm đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam này, này thì hưởng ứng rất là quyết liệt, rất là nhiệt tình. Đấy. Cái cuốn sách này á, chưa tuyên truyền rộng, chỉ có những người á, đang được 3-4 người cầm đầu cái tổ chức này này, nó sàng lọc và lựa chọn những người tài trợ và những người tham gia vào tổ chức này. Sáu, Daniel Mudden. Mọi người biết Daniel từng về Việt Nam. Trong quá trình Daniel về Việt Nam ấy, liên tục đòi đấu tranh cái gì? Đấu tranh an sinh xã hội. Và trong cái thời gian này, qua Bỉ từng gặp vợ chồng Tùng Lê, nó ăn chơi và cũng gặp nhiều nhóm khác, nhiều thành phần khác mà Dương Vi sẽ nói sau, rất là sau. Trước lúc Dương Vi thu thập đầy đủ chứng cứ và trước lúc bọn chúng thực hiện hành vi này, Dương Vi sẽ làm cái live để lột trần toàn bộ những cái thành phần phản động này. Đấy. 7, Tùng Lê. 8, Ngọc Hiền. Hai người này thực chất nó chỉ là một con cờ để tạo cái bàn đạp, tạo cái cớ để liên kết giữa Tùng Lê với cái hội nhóm này cùng với các nhà đấu tranh dân chủ cuội. Có nghĩa là sao? Tùng Lê, vợ chồng Ngọc Hiền chịu trách nhiệm liên kết với những nhà đấu tranh ở trong nước với cái tổ chức hội nhóm này thông qua các diễn đàn. Mà hôm qua cái nick Ngọc Hiền kia là nick của vợ mà Tùng Lê sử dụng còm ở dưới cái status của Dương Vi. Bây giờ hy vọng lớn nhất của em ấy, phải giết được Dương Vi là điều hạnh phúc nhất. Dương Vi mới chợt nghĩ ra tại sao lại còm như vậy. Thì hôm nay có một bạn nhắn tin và nói chuyện, mình mới chợt nhớ ra hóa ra mình đã từng tham gia và nghe cái diễn đàn của Quân Trương. Và Dương Vi cũng nhắc Quân Trương rằng muốn đấu tranh sờ được lông chân Cộng sản, muốn lật đổ được chế độ Đảng Cộng sản thì phải làm sao? Nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không riêng gì diễn đàn của Quân Trương đâu, mà cả Hoàng Tuấn Bạch cũng vậy, hoặc bên Tân Thái, Benny Trương, rất là nhiều các thành phần khác làm live stream Dương Vi vào lên được Dương Vi nhắc như vậy, nên bọn chúng rất là ức chế. Hôm nay anh không cho chú lên, chưa đến lúc. Còn đối với hôm qua, Lê Minh Thể vào diễn đàn của Dương Vi là dưới sự chỉ đạo của cái hội nhóm này mời Lê Minh Thể lên để phản biện đúng về cái bản chất an sinh phúc lợi xã hội và tiền thuế. Đấy, đòi dân chủ nhân quyền cho Việt Nam ấy. Mà Lê Minh Thể thì ở Cần Thơ vừa bị cơ quan an ninh thả ra cách đây được hơn 2 tháng rồi. Trước đó bị bắt vi phạm vào điều 331 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ở đây này, Lê Minh Thể cũng là người liên kết với cái diễn đàn Tùng Lê Ngọc Hiền, trong đó còn Xiêm Thái, Nguyễn Thái Hưng, rất nhiều ấy,
Nhưng mà Dương Vi chỉ đọc những người này thôi. Còn Hồng Thái Hoàng cũng đi vào các diễn đàn này này. Hồng Thái Hoàng đang tìm nguồn tài trợ, tiếp tục kêu gọi cái đám dân oan tham. Người thấy toàn mùi nhà đấu tranh dân chủ cuội. Tùng Lê chỉ là con tốt của đám Phạm Văn Thanh này thôi. Nói về cái độ dã man của tổ chức Việt Tân, ai ấy, từng là sát thủ K9 của Việt Tân ngày trước thì biết. Và những người nào tham gia vào cái tổ chức Việt Tân nghe tiếng sát thủ K9 dùng mình, dã man tàn bạo. Thôi các ông ạ, đừng có ở ngoài diễn đàn lấp ló làm cái gì. Dương Vi hôm nay bị đổi địa chỉ IP rồi, khỏi phải đánh đi. Phạm Đức Phát tổ chức Việt Tân ấy, thực ra là cái lớp trẻ là những thằng ngu, nó không được đào tạo bài bản. Còn đối với Phạm Văn Thanh này, nó được đào tạo rất là bài bản. Đấy. Đặc biệt là về trình độ sử dụng vũ lực, vũ trang, và kể cả hình thức đấu tranh cũng vậy. Trước đó có một ông là Dương Vi cũng hay nhắc đến là bạn Phạm Thanh, mà được Phạm Thanh cứu này này. Phạm Thanh cứu này, tức Ngô Tỷ, sống ở bên nước Mỹ. Hầu hết các diễn đàn trong nước đều có mặt ông ấy, dùng rất là nhiều nick. Nhưng khi nhắn tin ở trên Messenger, rất lịch sự, nhã nhặn, đoàn hoàng, không như các nhà đấu tranh khác văng tục chửi bệnh. Dạ thưa anh, Dương Vi cũng nhắc rồi, Dương Vi còn rất trẻ, thậm chí bằng tuổi cháu của chú, của bác thôi. Bác đừng nói, đừng có dạ dạ thưa thưa như vậy, xong quay sang dạ thưa cán bộ, mà Dương Vi chỉ là một nông dân cộng sản. Kể cả cách nói chuyện của những nhà đấu tranh rất là khác. Còn đối với Phạm Tuấn Bạch ấy, Hoàng Tuấn Bạch ấy, là một kẻ cực đoan. Tuy rằng được Phạm Văn Thanh trực tiếp tuyển mộ, nhưng cái bản chất mất dạy, không trụ được, không làm cán bộ được ở trong đảng, bị loại trừ, nên là thể hiện rõ ở trên các diễn đàn. Còn đối với Phạm Thanh ấy, mọi người xem những cái like của ông ấy rất nhã nhặn, rất lịch sự, nhưng mà thâm túy, thâm sâu, cực kỳ nham hiểm. Còn Quân Chương ấy, cái diễn đàn kết nối cũng khá là tốt, mà chủ yếu moi móc, xuyên tạc. Diễn đàn của anh Chi thì mọi người biết rồi, cũng làm like giống như cách thức của Trần Nhật Phong và Trương Quốc Huy. Chính vì vậy ấy, ở châu Âu cái đám này cần anh Chi này. Mà anh Chi cần cái gì? Thứ nhất, cần thông tin, cần tài chính, và cần khẳng định thể hiện mình. Còn đối với những cái diễn đàn khác ở bên Mỹ, các thứ thì Dương Vi không cần nhắc đến, mọi người biết rồi. Các thành phần khác thì vừa nổi lên lâu, nó không có sự liên kết, không có sự đùm bọc, không có sự gắn bó, không có mục tiêu cụ thể để đấu tranh. Còn đối với cái tổ chức nó đang dần dần hình thành ở châu Âu này, nó có cách thức đấu tranh bài bản và quy mô. Mà đứng đằng sau đây là Phạm Thanh, là một đối thủ đáng gờm của Dương Vi. Dương Vi khẳng định vậy. Bởi vì sao? Dương Vi ấy, là một nông dân
Cộng sản mà Dương Vi để ý về Phạm Thanh này rất là lâu. Còn đối với Tùng Lê với Ngọc Hiền ấy, nó chỉ là hai con điếm mồm. Ở đây ấy, nói thẳng ra Châu La Khải ấy, cái tư tưởng lúc nào cũng hai hàng, là một kẻ đâm vịt bì thóc, chọc bì gạo. Ở đây mọi người để ý mấy cái diễn đàn CHTV của Dũng Nova này, Kim Chi Eva này, Tiếng Nói Của Dân này, Dân Oan Ba Miền, mấy cái diễn đàn đó, mấy cái đài ấy, cũng có sự liên kết, cũng có sự kết nối những người đó ở trong diễn đàn của bọn chúng. Mọi người tối nay cứ để ý vào diễn đàn của anh Chi, giờ này anh Chi đang mở. Quân Trương thì thôi rồi, Quân Trương thì lúc nếu ở giờ Việt Nam ấy, từ lúc 5 giờ, 5 rưỡi là bắt đầu mở diễn đàn, đến khoảng 6 rưỡi, 7 giờ là kết thúc. Đó là tất cả những cái thông tin Dương Vi chỉ có thể chia sẻ với mọi người như vậy được. Mà Dương Vi hôm qua cũng còn một cái status của Dương Vi á, một mình Dương Vi chết đi sẽ có rất là nhiều Dương Vi người ta đứng lên. Nên Tùng Lê, vợ chồng Tùng Lê đừng có hy vọng là Dương Vi chết. Dương Vi phải sống để làm sao? Để vạch mặt, vạch ra cái bộ mặt thật của các nhà đấu tranh dân chủ cuội, các anh ở bên châu Âu chứ, đúng không ạ? Con Dệt Phạm này là nó ở bên Mỹ, là con bạn, không phải bạn mà là bồ của thằng Trương Quốc Huy. Chính cái diễn đàn của Dệt Phạm này này, cả công nghệ các thứ là do thằng Trương Quốc Huy nó lắp đặt cho. Dệt Phạm này hát được, cũng xinh gái, nhưng mà vì có giọng hát hay, cũng khá xinh gái nên mến mộ Trương Quốc Huy. Trương Quốc Huy dẫn dắt cho vào đời, từ bắt đầu nó mở live và làm cái phòng hát, phòng thu âm ấy, thì Dương Vi cũng có để ý theo dõi con này. Đầu tiên cứ tưởng nó hát không, tư tưởng nó tốt, về sau toàn hát những cái bài xuyên tạc chống phá đất nước, là làm like. Còn đối với Trương Quốc Huy kia thì khỏi nói, là cái thằng điếm mồm này khỏi nói thôi. Quý Trọng Lê ạ, mình thì không cần xem, nhưng mà những người dân ấy, nhẹ dạ cả tin bị nó dẫn dắt, nó lôi kéo vào đấy, tham gia rất là đông, nên Dương Vi rất là ngại cái vấn đề đó. Dương Vi nhảy vào còm là bị bọn nó một là chặn, hoặc hai là các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn ở trong nước hay là ở nước ngoài cứ nhìn thấy Dương Vi còm một cái này, nó chửi không thiếu một cái thứ gì cả. À, chiếm một cái còm, xin chào tất cả các nhà đấu tranh, thêm mấy chữ là dân chủ cuội nữa là nguy, là bắt đầu nó sôi máu lên này. Tùng Lê ạ, đối với cái việc này Dương Vi có nhắn nhủ rồi, hai vợ chồng Tùng Lê ấy, chỉ là con tốt, thêm một người nữa ở bên Pháp mà Tùng Lê, hai vợ chồng Tùng Lê vừa thu nạp á,
lấy cái đứa kia người Việt nhưng mà lấy tên của người Pháp, Dương Vi không 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 nhớ. Cái đứa kia nó chả hiểu biết gì cả, đặc biệt là về kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, bốn cái điều đó không hiểu một tí gì cả. Thu nạp nó vào để làm gì? Các vị lợi dụng nó lấy chồng người cực giàu nên định xin tiền tài trợ nó. Cái con mà nói là úi Pháp đánh Pháp thắng Pháp xích Đức và chiếm luôn cả Berlin, thì Dương Vi vào còm mấy cái bị bật ra luôn, nó chặn luôn. Hỏi là có phải Pháp đánh thắng Pháp đế quốc thằng Pháp xích Đức không, hoặc là thằng Nga Xô? Cái thứ nhất. Cái thứ hai lại tiếp tục hỏi, nó cho ra luôn. Dương Vi lúc nãy không chào hết được tất cả các anh chị em, bây giờ Dương Vi xin kính chào tất cả các anh chị em. Những ai là sau không được nghe những danh sách và những cái gì mà Dương Vi chia sẻ, lát Dương Vi tắt cái like này thì mọi người xem lại cái đoạn đầu. Các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở bên Đức, bên Pháp, bên Bỉ, Úc chắc a cay lắm, nói chung là châu Âu a cay. Còn những cái đối tượng ở trong nước này này, nó ở trong ba cái quyển sổ này thì Dương Vi cứ để đây, khi nào cần thiết ấy, thì Dương Vi sẽ tiếp tục đưa lên các diễn đàn để cơ quan an ninh các tỉnh ấy, người ta để ý theo dõi. Nếu mà trong quá trình đại hội đảng ấy, các vị mà tiếp tục sai phạm, kích động bà con nhân dân biểu tình, hoặc là ngay cả cái vụ việc tới đây thôi, ngày mùng 7 tháng 9 này thôi, xử ông Lê Đình Kình, xử cái vụ án ở đồng tổ Đồng Thuận, Đồng Tâm ấy, thì các vị kích động rồi thì nhiều người sẽ phải bị nhắc nhở. Còn đối với Lê Minh Thể hạ án treo vẫn còn. Tối hôm qua vào diễn đàn Dương Vi hỏi Dương Vi có biết chú chưa, chú thì chưa biết Dương Vi, bài cũng hay đấy, nhưng mà Dương Vi ấy lên diễn đàn đối chất với Lê Minh Thể rất là nhiều, kẻ súng biển mặn Huỳnh Trường Ca. Mọi người ấy có thể chưa biết Dương Vi lúc đó đâu, có nhiều người thì biết, có anh Hạo Nam này cũng biết, chính anh Hạo Nam cũng cắt nhiều cái clip của cái đám Lê Minh Thể, Dũng Biển Mặn hoặc Huỳnh Trường Ca, xong Mô Misa, Trúc Hoàng Lê, cái thứ là anh Hạo Nam yêu lắm cái thời gian đấy đấy. Đó. Chả biết là anh Hạo Nam dạo này quản lý Tùng vợ chồng Tùng Lê thế nào mà để nó lộng hành thế. Thôi, đừng làm con tốt thí nữa vợ chồng Tùng Lê ạ. Khánh Á, Dương Vi biết chứ, thằng Huỳnh Quốc Huy á, nó lừa cái con Emily Panget, tức cái con bồ của Nguyễn Ngọc Nam Phong nè, Nguyễn Duy Tân nè, lấy 30.000 USD qua Thái Lan rồi tiếp tục bán nốt con xe con này. Đấy, con này ở nước quay sang Thái Lan không tìm thấy thằng này đâu, chạy trốn hết chỗ này chỗ khác, trốn sang Canada. Bây giờ cái thằng Huỳnh Quốc Huy á, Dương Vi chỉ có vào còm phát, nó lốc còm phát lốc bất
kỳ diễn đàn nào, bất kỳ dùng nick nào. Dương Cúc, mọi người không tin cứ vào cái diễn đàn của Huỳnh Quốc Huy, Huỳnh Quốc Huy trả lại Emily Panget 30.000 USD chưa? Nó điên tiết lắm ấy. Đẹp, con ngoan. Nhờ vì cái con Emily này này, nó dụ dỗ thằng này đẹp trai, cũng có tư tưởng chống cộng, mà thằng này là bản chất nó lừa đảo, nó thích gái, chống đi chống về, nhảy vào cái tổ chức Việt Tân, bị cơ quan an ninh ấy, người ta định sờ gáy, thằng này chạy qua Thái Lan trước. Còn nói thêm một chút, đối với Tùng Lê ấy, thì bây giờ nó chưa là gì, chưa có vấn đề gì mấy nghiêm trọng. Nhưng đối với Ngọc Hiền ấy, trước đấy, trước lúc ra nước ngoài thì từng bị có sổ đen của cơ quan hình sự rồi phải, là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ấy, cái bản chất của Ngọc Hiền, vợ Tùng Lê, nó cũng phải hiền từ, không phải đơn thuần là một người phụ nữ dịu dàng đâu. Dương Vi có một số người ở cùng địa phương từng học và từng lớn lên cùng Ngọc Hiền, người ta kể chi tiết, khá là chi tiết. Mọi người em rất là thương bố mẹ các Ngọc Hiền này. Bởi vì cái con Ngọc Hiền này từ bé nó không nghe lời cha mẹ, học hành không chịu, mà bố mẹ cũng rất là thương nó. Nó hư thân hư đốn rồi, gia đình chấp nhận vì nó làm tất cả, nhưng nó không biết suy nghĩ, quay đầu lại là bờ. Dương Vi không đọc truyện tranh, cái điều đó là sự thật. Tùng Lê có thể, Tùng Lê bây giờ có về nước được thì Tùng Lê có thể về tìm hiểu tại quê nhà bố mẹ của Ngọc Hiền, bây giờ rất là khó khăn. Bà con nhân dân rất là thương, không phải là khó khăn về vật chất nhé, về cái tinh thần đấy. Bởi vì thấy cái con gái mình, con rể mình ấy, tối ngày livestream ở các diễn đàn phản động, phản quốc, xuyên tạc tình hình đất nước, bố mẹ đau lòng cực độ luôn. Thôi hãy quay lại làm người đi, đừng làm con tốt thí mạng cho cái tổ chức bắt đầu nhen nhóm hình thành ở châu Âu này nữa. Ở Đức, những thành phần tham gia tổ chức Việt Tân hoạt động còn mạnh hơn nữa, chưa làm được gì Đảng Cộng sản đâu. Bởi vì các vị ấy, thành lập ra cái tổ chức này tổ chức kia, mục đích lừa đảo là chính, kiếm lợi bất chính. Cái thứ hai mới xuyên tạc chống phá đất nước. Nhưng mà trước khi có được cái nguồn tài chính đó thì các vị cũng phải dày công nghiên cứu, viết lách như con Phạm Đoan Trang này, viết ra những cái cuốn sách để chống phá Đảng nhà nước, để lôi kéo tập hợp những cái thành phần chống cộng tham gia với tổ chức của mình. Cái tổ chức Việt Tân thì mọi người đề phòng rồi, còn cái tổ chức mới nó bắt đầu nhen nhóm hình thành là này, cái tên thì nó chưa xác định được cái là cái tên gì, nhưng mà nó tập hợp tất cả những nhà đấu tranh dân chủ cuội ở châu Âu trở về một đầu mối, thành một tổ chức riêng biệt.
Ông Trần Nhật Phong thì khỏi nói rồi, cái ông điếm mồm. Cái like của ông ấy, ông ấy nói đi nói về, nói chuyện trên trời dưới đất, một tràng lang đại hải thằng là xoay quanh vấn đề Trung Quốc với Việt Nam. Nói chung cả diễn đàn của con Ánh Chi cũng vậy, thằng Trương Quốc Huy cũng vậy. Còn cái đám Sophia Ngọc Nguyễn các thứ bây giờ không đáng ngại. Đám Vi Tiểu Bảo hay là Vinh Đỗ hay cái thứ ấy, nó đấu tranh chỉ là vì gái gú, vì tiền. Ngày trước ấy, cái thằng Nguyễn Anh Quân tức IQ Nguyễn ấy, nó đi nhiều diễn đàn trong nước mà mọi người ở đây nhiều người biết rõ về nó này. Trước khi nó làm một mớ lừa đảo ấy, thì nó cũng tham gia vào, chính nó là cháu khá xa, cháu bên ngoại của Đào Minh Quân, mà nó đi các diễn đàn, nó tập hợp đầy đủ, tìm hiểu thông tin rất là nhiều người trong nước và cách thức mọi người phản biện đấu tranh ấy, bắt đầu nó phản bác lại, hoặc nó đi các diễn đàn xin lên, bắt đầu nó xuyên tạc rất là thâm sâu, rất là có nghĩa là nó rất là nham hiểm. Riêng cái thằng đấy về sau liên kết với Đông Tà, với thằng bồ của con Bích Trang, tức là Vũ Sư Hùng Lân, lừa đảo được một mớ khá là to. Có là cái tiền ủng hộ để đấu tranh cho cái tổ chức Đào Minh Quân ấy, bọn này chơi một mớ. Xong hai cái con mẹ ở Việt Nam ấy, hai con này là chồng giàu có, đi làm công tác nước ngoài, chả biết thế nào bị Đông Tà với thằng Hùng Lân ấy, moi móc. Một con mất 15.000 đô, một con mất 20.000 đô. Thế là ba thằng nó chia nhau, tự nhiên quay sang đá luôn cả tổ chức Đào Minh Quân. Đấy. Cái đấy là nó thể hiện cái bản chất ăn cháo đá hát, qua cầu rút ván, phản lại chính cậu mình. Mà sau này cái tổ chức đang nghe nó hình thành này, chắc chắn là nó cũng như vậy. Qua Tùng Lê này, vợ chồng Tùng Lê Ngọc Hiệt này là con cờ thôi, còn Khải ấy là cái kẻ ăn ở hai lòng.